Không biết qua mình khịa thế có sao không ta. Mà cũng đáng lắm, ai kêu mới gặp đã chê mình bót. Ý, mơ mình đi. Phải lạnh lùng mới được. Nè, mơ tô đây có chuyện gì không? Ê Lê ơi, có con bót này nó khịa tao này. Con bót kia sao mày dám khịa bạn tao? Không liên quan đến bạn, ra chỗ khác chơi tưởng đi. Tưởng thế nào con bót mà cũng biết làm giá. Bót mà làm như mày bro lắm không bằng ý. Không bro sao vô được quân đoàn. Thôi, mày đi ra đi, tao không muốn chơi với mày. Ơ, sao lại kích mình? Hồi kệ, phải sửa pam vô phá mới được. Cho vô coi. Ơ, cái con bot này, mày đừng spam xin tao vào nữa. Tao không muốn chơi với mày đâu, tao nói rồi mà. Thôi, cho tao chơi cùng đi mà. Nha nha nha, cho tao chơi cùng đi. Nhưng mà mày không có bộ nào đẹp hơn à? Đẹp hơn á, đầy, để tao tí. Sao sao, như nào, lác mắt chưa? Thôi, tao xin mày đấy. Thôi được rồi, cho mày chơi chung đấy. Gánh không được tao, đừng bảo tại sao tao kích ra quân đề nha. Ê, con bot kia, có đồ chưa, đưa hết cho tao coi. Đây, cả gia tài có nhiêu đó thôi. Đứng lại. Gì nữa trời. Còn cái ba lô ba trên lưng, đưa nốt đây. Đấy, còn cái gì lấy nốt đây. Biết điều đấy. Cô làm gì vậy? Cô lại tính bắn tôi chứ gì. Đáng đời lắm. Tao nhờn với mày à. Cứu tao nhanh lên. Trên đây có đồ tôi ghim cho cô nè. Coi bộ, con bot mà tốt phết nhờ. Con bot kia, sao mày chẳng kêu tao? Ui xong rồi, có địch. Tại mày đấy, tao không chơi với mày nữa đâu. Đấy, mày thấy chưa, còn bị khỉa nữa kìa. Anh ơi, em lỡ trêu em gái anh nó vào quân đoàn rồi. Mấy cái này là chuyện bình thường thôi em. Mấy bữa nữa nó vào lại giờ mà. Anh mời vô giải hòa hộ em nè. Thôi được rồi, để anh. Đừng nói là thích nó rồi á nha. Lại là con bot này. Em đã cho nó cơ hội chơi chung rồi mà nó còn trêu em. Trêu có xíu mà cũng dỗi, đúng là khó ưa mà. Gặp nhau là cãi, mệt tụi bay quá. Thôi được rồi, cho ta xin lỗi, không trêu mày nữa. Nó xin lỗi rồi, cho nó chơi chung đi. Nể anh hai tao đấy nha. Uầy, em gái này ngon ghê mày. Em gái có người yêu chưa nhờ? Thì hai thằng kia ai cho mày động vào Sam của tao? Ai của mày?